Xin chào tất cả các bạn, thì ở video trước mình hướng dẫn các bạn update xong cái phần cạc rồi. Thì ở video cuối về phần shopping cạc này mình sẽ hướng dẫn các bạn gì click vào cái xóa này, sẽ xóa cái cạc này và bạn ghi này và tương ứng và gì update lại cái giá này các bạn nhé. Total ạ, tổng cái hóa đơn của các bạn ạ. Rồi thì các bạn quay trở lại cái phần web này chấm bb này, bạn tạo cho mình cái row là gì, delete cạc. Đi đến cả các bạn nha. Get. Delete này. Và đây gì là delete cả nhá. Sau đấy là mình sẽ tạo ra một cái tên là delete cả luôn. Các bạn gom nhóm cái thằng này vào trong product cũng được nhá. Đây thì mình demo cho nên là mình viết nó các cái row mình chỉ define ra thôi nhá. Thì bạn nào học cái khóa Laravel thực chiến của mình ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình hướng dẫn cho bạn rất là chi tiết từng cách tạo router nhá. Thì các bạn viết theo cái đấy bạn nhá. Thì ở đây cái module này các bạn mình viết các module rời rạc để sau này các bạn khi các bạn làm một cái dự án thật ấy, thì các bạn phải kết hợp tất cả kiến thức mà mình có được để tạo ra cái code nó trong sáng nhất có thể nhá. Rồi mình sẽ tạo ra cái phương thức đi cả ạ. Rồi public function delete card. Và cái phương thức delete card này chính là xóa thì mù card đấy. Bạn quay trở lại cái màn hình này, view cái card này. Ở đây mình có là card component này. Có bút tông xóa. Đây đâu. Xóa thì mình gì? Thêm cái class là gì? Card. Delete nha. Cái này rất giống với lại cái thằng update cho nên mình sẽ copy gần như cấp đấy các bạn. Mình copy cái class này và mình qua cái thằng card này đúng không? Và mình thêm một cái event nữa. On click vào cái card delete nhá. Các bạn phải thêm cái document này nhá. Các bạn nếu mà chọn mình cái này khi các bạn render ra thì nó sẽ không chạy đâu. Ok, document.on click vào cái card delete này. Thì mình sẽ gọi gì? Card delete nhá. Đấy thì function mình sẽ có cái function card delete ấy. Function này. Rồi. Ở đây mình có event đó, nhận một event. Và mình cũng tắt cái default đi. Tiếp đến thì mình sẽ lấy cái URL delete các bạn. URL delete thì mình sẽ phải đính kèm vào một cái vị trí nào đấy. Ở đây mình sẽ có là data URL này. Thay bộ là đã đâu rồi rồi thì mình có thể gì chọn cái tr này là forex đúng không, thay bộ mình chọn cái này các bạn nha. Ở đây mình có một cái là gì cả và data url thì bằng cái row delete các bạn nhá. Bằng cái row. Đây ạ, card delete, delete card. Sau đấy là mình lấy cái card này thôi. Vào cái phần này các bạn. Và mình có let url. URL delete thì bằng gì ạ? Bằng $ chấm cả này và chấm cái gì data đúng không? Sau này thì ở cái phần delete thì các bạn tạo ra các cái thẻ của wrapper nhé, thì các bạn define đấy, đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. URL rồi mình sẽ copy nguyên cái $ ra các bạn này, mình sẽ chỉnh sửa phù hợp không giống hệt thôi. Mình có ID chuyển sang, mình không cần quantity, bởi vì mình delete thì cần gì ra quantity đâu đó, mình không phải update. Và kết quả của Adobe cũng giống hệt này, và cũng phải sinh ra các component, cũng alert là gì, xóa thành công, cập nhật thành công nhỉ. Khi delete thì mình cũng là chữ cập nhật nhá. Thì URL đây là URL delete đúng không? Và còn cái ID mình chưa có, mình cũng copy gì, let ID bằng
Zit chọn data ID này đúng không? Và các bạn vào trong cái cặp component các bạn bind cái ID vào thôi. Ở cái button này cũng data ID bằng in ra cái ID này đúng không? Vì là cái thằng mỗi thằng ID này tương ứng với một nút xóa nha. Rồi. Thì các bạn thấy là mình đã ok đó, mình nhận được ID này. Xóa mình nhận được mỗi cái phần đấy, mình nhận được ID và mình gì? Mình chuyển ID sang. Ok, và mình qua sang cái block controller. Mình copy cũng y nguyên cái function này. Mình sửa lại gì? Bỏ cái bài này đi ạ. Mình lấy request trên đây xuống. Thì quét nó đi thì mình có cạc cho sẽ lấy ra cái section get ID cạc nhá. Rồi sau đấy là gì? Unset đi. Mình không như thế này nữa mà mình thay vì update thì mình chỉ unset đi. Unset cái phần tử đấy luôn các bạn nhé. Bởi vì nó xóa mà. Unset là xóa cái phần tử đấy luôn này. Remove cái phần tử đấy khỏi cái mạng cạc đi. Request cho ID nhá. Đấy. Remove cái phần tử này luôn. Và cuối cùng là gì? Mình put lại cái card bằng cái đồ card mới đúng không ạ? Card mới thì là remove cái element kia rồi. Sau đấy là mình lại get ngược lại đúng không ạ? Và mình truyền sang, mình lấy được các component. Mình truyền lấy được các component, render ra cái card component này. Sau đấy là cũng return về cái này, ok. Xong rồi các bạn, mình load lại nhá. Mình nhấn vào cái delete cái 11 này nhá. Thì ngay lập tức là nó phải xóa cái này là một đúng không ạ? Và thứ hai này là nó phải cập nhật cái giá này gồm cái gì 30 60 triệu cộng với 1 20 triệu là 80 triệu thôi. Mình nhấn nhá. Cập nhật thành công này. Nó không xóa thì là sai rồi các bạn. Mình còn console lại nhá, mình chữ network lại này. À mình cập nhật cho đây các bạn phải nhấn vào nút xóa nhá. Kích vào nút xóa này. Đấy các bạn thấy không? Khi mình kích vào nút xóa thì đấy, ngay lập tức là ông kia được xóa là 30 triệu cộng 50 triệu đúng là 50 triệu chưa? Đây là mình cập nhật là 20 nhá. Lại vừa rồi mình nhấn vào nút cập nhật nên mình nhập các bạn nhá, nhớ nó xóa này. Mình cập nhật trước này. Thì nó sẽ ra gì? Cập nhật thành công là ra gì? 320 triệu đúng không ạ? Và nếu mà mình muốn xóa này thì sẽ mất đi 20 triệu. Bạn thấy không? Cập nhật thành công ở đây phải là xóa thành công nhưng mà mình sẽ để cái message chung là cập nhật thành công nhá. Vì là xóa thì nó lại cũng đúng lắm. Nó cập nhật cái rõ hàng này thôi. Ok, đấy các bạn thấy không, còn vài trăm triệu. Đấy thì ở video này thì mình đã hướng dẫn các bạn xong cái tính năng là gì, thêm, sửa và xóa cái sổ hàng. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là check out nhé. Check out và một số hình thức thanh toán thông dụng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.